Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mia Thánh Eji đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Plants vs Zombies Garden Warfare 2 nhé. Và nếu anh em thích cái series này thì đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ chơi một con hoa hồng đi. Hôm nay ta sẽ chơi con hoa hồng Necro này. Và mình cũng chưa chơi con này bao giờ. Chúng ta sẽ thay đổi cái bộ quần áo cho nó một chút nhá. À, chúng ta sẽ có một cái mũ đầu sói à. Nhìn trông khá là hay nhỉ. Hay đấy. Và đây, sẽ dùng cái mũ đầu sói luôn. Kết hợp với cái kính à. Chúng ta lại dùng cái kính mắt. Đấy, kính mắt này đẹp đấy. Rồi ok. Để chơi thôi. Dùng Necro chưa giờ chơi luôn. Đấy, Necro rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp. Ừ, anh em có thể xem không? Đây, xem nhìn gần đây. Để chuyện Necro. Và nó sẽ bắt đầu nhá. Ờ, mình tí thì mình thoát ra về nhà luôn. Chơi thôi nào. Mình sẽ xem team của mình gồm cho những ai đây. Tấn công đây. Team mình, có một người bạn của mình này, Spider Alone. Anh này đánh rất là hay. Cấp nó 5000 mấy rồi. Gọi là mắc cấp ở trong cái game này rồi đấy. Cao thủ đấy, cao thủ của trò Plant đấy. Chúng ta sẽ tấn công thôi. Chúng ta phải đi nhiệm vụ xây máy trước đi. Ở đây mình sẽ tắt cái tiếng đi á. Audio này, chúng ta sẽ cho cái âm nhạc nó xuống thấp nhất. Và đi xây máy đã. Nhiệm vụ quan trọng xây máy. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có thể nào vào tiến vào được cái nhà của nó. Mới vào thôi. 4 phút, 4 mấy giây kìa. Mình đội đầu cái con mũ hình con sói đúng không? Đằng sau có cái gì? Có cái tem à? Hay cái gì kìa? Nhìn giống cái tem thế. Ô xa ấy nhở? À chỗ này xong rồi. Chỗ kia cơ mà. Ủa, chỗ này chạy xa thế nhở? Con này có thể là tụ tập được một cái chiêu vào để bắn một đạn cực mạnh này. Đấy, nghe thấy không? Nó có bao nhiêu viên đạn? Nó có 30 viên. 30 viên tất cả. Xây máy xong rồi. Có cửa rồi. Có cửa rồi, ta vẫn đánh cái này thôi. Tiến lên. Mình sẽ summon ra một số cái con trâu bò này để nó lao vào nhà trước. Được một máu kìa. Bắn nó. Bắn nó, bắn nó. Bắn nó, thằng này chạy, chạy đâu, chạy đâu, chạy, 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 thanh niên chạy rồi, thanh niên chạy rồi. Đâu rồi, chỗ này khoán quá, không nhìn thấy cái gì cả. Vào đây, vào đi, ta sẽ vào thôi. Lao vào thôi. Chiêu 1 và chiêu 2. Team mình khỏe quá anh em ạ. Vừa vào cái đã thắng rồi. Kinh vãi. Không được mạng nào nhỉ. Kia. Bắn nó. Rồi, đã chết. Đi xây máy đã. Nhiệm vụ của mình là đi xây máy thôi. Có sao còn 50 máu rồi. Nào, tiến lên. Ta đi xây máy gái. Capture kia. Ở phía bên tay phải đây. Xa thế nhỉ. Nó núp rồi. Nó núp rồi này. Cái con này. Wow, đông lắm nhá, chỗ này đông kinh khủng luôn đấy. Chúng ta có chiêu 2 là hóa là bất tử. Trong vòng một thời gian ngắn, chiêu chiêu. Ui chết luôn rồi. Ê giời ơi. Nhanh thế nhỉ? Bên này tấn công. Máy đã xây rồi. Đã có máy rồi. Quá nhanh luôn. Tụ trưởng bắn. Ui giời, né luôn được. Hay. Hóa này, hóa, rồi ok. Ở đâu rồi? Rồi ôi, hóa lên. Ui rồi, đã ăn rồi, nhanh thế. Ui giời. Mày nhờn này, mày nhờn. Bắn nó. Chạy đi đâu này. Rồi ok, chúng ta đang hồi chiêu cái để ta sẽ lao vào. Mình có một chiêu hóa được. Vào đi, team mình đang vào kìa. Quá khỏe, mắc khỏe luôn team, mắc khỏe. Mày chạy đi đâu? Hay cả, có một con ở trên đầu nhá. Cẩn thận nó chết nhá. Rồi, vòng vào này. Tấn công. Ơi, nó thứ nổ chết luôn rồi. Hấp diêm nó. Đâu rồi? Này này, vào đây. Bất tử. Đấy, chết ngay. Xong. Một phát nữa này. Đấy, hay rồi, tí đồ hết rồi. Chết hết rồi. À, còn một con này. Còn một con kìa. Hấp diêm nó. Ui rồi, cả team lao vào này. Thì nó không. Ủa thì nó có thằng 4.900 là cao nhất thôi. Thế thì thua thôi, làm sao mà ăn được. Bắn cái gì đấy. Giết được mấy mạng rồi. Nó giết được 2 mạng. Ăn máu cái. Con này có 100 máu rồi. Ít máu quá, nhưng mà chắc bắn khỏe. Đấy, bắn theo một cái kiểu nổ lan đấy. Kiểu dạng đấy.
Nhưng mà team mình cũng có một con xây máy rồi, nên mình thật ra cũng không cần thiết ở cái vị trí xây máy nữa. Đấy, xuống dưới này. Lên trên. Xây máy chưa? Chưa đúng không? Sang bên này. Bọn nó sẽ thủ bên này rất là đông này. Xây máy đi em ơi. Vào đây, vào đây, vào đây. Ấy chà, nó bắn kiểu kia thì hơi khó chơi. Núp 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 núp. Có hai con nhá, có hai con nhá. Ui, có 100 máu thôi. Núp đi, núp đi, núp đi. Núp đi, núp đi. Rồi 64 máu này. Không được rồi, không được rồi. Mày vào đây hộ cái. Bắn nhẹ nhàng thôi. Nó cho khói mù rồi. Khói mù thì làm sao mà ấy được. Tiếp tục thủ đây. Hồi máu lên. Bắn đi, xem nào. Tấn công. Giết nó, giết nó, giết nó. Rồi, ghê. Yeah. Giết được rồi. Hay lắm. Bất tử. Bất tử lên. Bất tử lên. Bất tử lên. Biến này. Biến này. Bắn đi rồi, ok, hay lắm nhỉ. Ra vào nhà đây. Con kia là bất tử anh em ạ. Ê, có máu, có máu, có máu, có máu. Có máu nhỉ? Không, không, không. Chạy, 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 chạy. Chạy khỏi ngoài đấy. Chạy ra khỏi ngoài đấy. Ý, bắn nào. Yes. Ô, thôi bị im rồi, còn im đâu nhỉ? Đi nó bắn từ đâu ra nhỉ? Im trên kia, im trên kia. Xong nhà. Quá nhanh luôn. Chết. Thì im này thì im này. Xong nhanh quá. Mình giết được 4 mạng rồi. Ồ, rồi thanh niên kia giết 21 mạng. Ăn gì mà khỏe thế. Tiến lên. Cửa này sẽ nhanh thôi, không lâu đâu. Đã đi xây máy tiếp. Chưa xây máy lần nào. Rõ ràng là một con rogue mà chưa đi xây máy lần nào đây. Cái máy nó sẽ ở bên tay trái, ở trong cái đường hầm này. Ơ, kia có một thằng kia kìa, có ấy kìa. Mình đang hóa bất tử. Mình sẽ cần vào trong cái căn hầm này đã. Đâu rồi? Thanh niên nào ở đây không? Không có thì xây máy thôi. Không xây kịp đâu, để anh xây trước cho. Rồi. Xây xong. Xây xong mấy cái chồng để bảo vệ cái trụ máy này. Một phát. Summon lên. Đấy, summon cái nồi lên. Bây giờ tấn công. Rồi sẽ tấn công từ trên này. Đâu nhỉ? Đâu nhờ, tìm nó đâu. Một phát này, bắn. Bắn, 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 bắn. Không ăn thua, xịt thế nhờ. Xịt quá cao đấy. Bắn lên trên, bắn lên trên, bắn lên trên, bắn lên trên, bắn lên trên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Con này nhiều đạn vãi nhưng mà hơi yếu. Thật sự hơi yếu. Bắn này, bắn này, bắn này. Bắn lên, bắn lên. Có 6 máu phát rồi chết. Rồi ok, hay lắm. Chúng ta cứ đứng đây và nã thôi. Nã đâu nhỉ? Ở trên trên đỉnh đầu. Ô, đằng sau đít mình ạ. Vãi thật. Không để ý luôn. Cứ phải đội đầu cái con đầu con cá gì. Rồi. Ơ, cái máy phá hủy rồi kìa. Nó khôn phết. Đi vòng đường sau. Nó vòng đường sau móc lốp. Phá hủy cái máy đằng này là bắn mình. Không ai bảo vệ luôn. Và mình cũng không để ý luôn ấy. Thật sự không để ý luôn cái chỗ này luôn. À, xem xét tình hình trước. Lại phải xây máy lại thôi. Nào, xây xong đi đã. Xây xong đi đã, rồi, xây xong rồi. Có thằng một thằng bảo vệ trên không thì vỡ mỏm. Một phát này. Một phát này, một phát này. 15 máu, 15 máu, 15 máu này chết luôn. Yeah, hay lắm. Cái này đông đông người thì bắn là tụ năng lượng vào đấy, bắn sướng. Đấy, đi lên trên này. Xong. Một phát này, bắn nó. Ôi, bị cắn rồi, bị thiến rồi. Xuyên qua tên lửa này thì tên lửa này. Thằng kia chạy đâu? Thằng kia mày chạy đâu? Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu? Tập trung bắn, tập trung bắn. Ôi, chết thế, hay lắm. Hồi máu đi. Và mình chỉ có 100 máu thôi. Giết được 7 mạng đấy. Không phải là quá tệ. Bây giờ sẽ chuyển qua cái chỗ đá bóng. Đây đá bóng rồi. Ở phía này. Shoot me.
đá bóng khi mình phải chọn lại con mới đi. Con này nó hơi yếu máu, không cần phải xây máy nữa rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang đá bóng nha. Chuyển đá bóng thì ta sẽ lấy con băng, con Frozen băng này. Nó trâu hơn và nó có thể biến thành cái quả bóng này, nó có thể di chuyển rất là nhanh. Robot kìa. Một quả EMB này. Ái chà. Đâu nhỉ? Rồi ta sẽ lăn bóng lại đi. Lăn bóng nó trở lại. Push ngược lại. Push ngược lại. Đấy thế nhỉ? Quả này lăn xuống ra đây này. Đấy, lăn ra đây. Đúng rồi. Đấy. Mình sẽ lăn bóng đi. Ok. Thôi rồi. Cho nó vào đấy. Ok. Đông thế. Một phát này. Úi giời. Cái quái nó chết nhỉ. Nó cho quả tên lửa. Sợ phết. Mình giết được 3 nó, giết được 1. Đấy, cây cú. Cái như cây cú của năm. Tỷ số vẫn là 0-0. Tỷ số vẫn 0-0. Nào, đẩy bóng nào. Chết mày này. Ok, vào đây là một... Wow, gần chết đấy, ui giời ơi. Có khi phải chọn lại Chomper thôi. Con này trâu lắm. Mới là trâu kinh khủng là Chomper nào. Chomper, có Chomper gì? À đây, có Chomper Armor đây. Armor Chomper đây. Tiến lên, Chomper. Thế nhưng nó giết, nó đập được một phát rồi sao ấy nhở. Thì số là vẫn 0-0, vẫn 0-0. Là gì, mỗi tội là hơi đông thôi. Vậy đông lắm. Chứ không phải hơi đông nữa mà quá đông. Có một con zombie. Có một con zombie. Đâu rồi? Úi giời ơi, hai con ạ, con này đầu to thế. Thế nhiên đầu to giết hai không rồi. Prestige cấp 4000. 4080 mấy. Anh ghê nhỉ. Mãi mà không ghi được bàn nào đây. Không có tỷ số nào rồi. 2-0 plan rồi. Thấy chưa? 2-0 plan rồi đấy. Có một chiều bắn này. Chiều bắn này, vào đây. Đã 215 máu cơ. Mắc trâu. Ok. Giết nó. Đẩy bóng sang bên này. Đẩy bóng luôn. Đặt luôn cái mấy cái cây ở đây cho nó đi và nó dẫn vào. Đó. Chết. Khỏe nuốt được luôn à? Yeah. Chui xuống. Đây. Mình nhìn thấy có một đống này. Ui giờ nó chạy rồi, nhanh thế. Chạy này. Ê. Đi vòng quanh. Ui giời. Vòng quanh, vãi cái vòng quanh. Chết luôn ở đây. Ok quá. Armor Chopper nhưng mà tỷ số vẫn là 3-0 rồi. Chỗ này. Cắn này. Con này cắn này còn thấm hơn cả con độc nhiều. Con thấm cắn thấm lắm. Nó sẽ đi vòng sang bên kia kìa, xong đặt cái bẫy này ở đây trước nó. Bây giờ có một đống quả này không ai đủn này. Nó cứ nó tự động push này. Quay ngược trở lại. Cái này. Sao nó bắn mình nhỉ? Ăn máu cái. Mày này thằng đầu to này. Núp này. Đúng rồi, cho Chopper độc tiến lên. Ôi giờ rát. Thật sự rát. Rồi chết rồi. Thế là một mạng mà ra cũng chết. Only. Ghê nhỉ. Chúng ta sẽ 4-0 rồi. 4-0 thì tỷ số nó quá là cách biệt rồi. Gần như là thắng luôn ở chỗ này rồi. Không cần phải ấy nữa. Ở kia có một thằng nhá. Mình nhìn thấy rồi.
Mình nhìn rồi, lao tới, tốc độ nhanh nào. Cáp 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 cáp. Hay quá nhở. Thật sự nó đứng như này thì đúng là không thể nào mấy được. Rồi chết. Mình có thể cạp được, mình có thể lại nhảy được. Ôi giời, nổ luôn cả cái chỗ mình chui xuống đất. Rồi thua rồi, bọn nó thua rồi, làm sao mà thắng được. Phá hủy được xong cái trụ này. Đùm. Nhanh quá. Bựa vãi. Cái trụ này phá hủy quá nhanh luôn đấy. Chúng ta sẽ được bao tiền đây? Mình chơi từ đầu chắc mình sẽ được tầm khoảng mười mấy nghìn gì đấy. Cũng ít người mà. Giết được có khoảng mười mấy mạng thôi. Buồn cười nhất là cái đoạn cuối là cái thằng kia nó đứng ở trên cái trụ cao ấy. Nhưng mà ở đây là cái cửa gọi là cửa không gian. Chúng ta có thể là kiểu không trọng lực ấy. Nhảy rất cao. Nhảy phát là đớp của nó luôn. Chúng ta giết được 11 mạng và đứng tầm giữa ở xếp hạng thôi. 26.000. Ok, nó sẽ về quay lại trở lại khu vườn cái nhá. Quách thì tầm khoảng là 50k nữa sẽ mua được thêm quái pack mới. Hôm nay đã chơi được cái con hoa hồng mới. Con hoa hồng mới nhìn trông khá đẹp. Thời trang với các kiểu. Ok, và ta sẽ về nhà nhá. Về nhà xem. À đúng rồi, mình sẽ đi mở một cái số cái thứ ở trong cái nhà mình ra cho anh em xem. Mình có 33 Rainbow Star. Ở phía này chúng ta sẽ có cái trang trí nhà cửa đây. Mình trang trí bằng nó là một cái tượng của con Chomper, tượng bằng vàng luôn. Rất là nhiều đồ mình có thể là mở ra được rồi đấy. Đây nó sẽ có một con hoa hồng bằng vàng này, một con Cactus bằng vàng. Con là con Chomper rồi. Cái này cái cây táo à? Cái quả cây táo à? Là cái đài phun nước hoa hồng này. Đây là một con cái này là cái tượng bộ giáp sắt. À, tượng bộ giáp sắt đấy, nhìn. Đấy. Nhìn là chụp ảnh selfie đấy. Đấy, chụp ở đây. 3 2 1. Tách tách thì. Ở trong này thì là cái đấy thôi, trưng bày này. Cái này là ngô, mình có 3 con ngô. Jader Cactus thì mình có gần đủ rồi. Nói chung là tất gần như gần đủ bọn xương rồng rồi. Chomper cũng khá là nhiều đấy. Anh em phải xem Chomper này. Đây là Sichon 3 con. Hoa hồng 3 con. Piercer 3 con. Và con này là 3 con. Cái chỗ này ấy, chúng ta sẽ để cho con cây này. Một mình con cây sẽ một ô này luôn. Mình chưa đi làm nhiệm vụ lấy con cây luôn. Ở đây và còn một số chỗ để trang trí nữa. Quả bóng này. Vỡ quả bóng luôn. Hình như còn một số trang trí nữa thì phải. Chỗ nào nhỉ? Bên này đúng không? Bên này có một cái cây táo là thật, không phải chơi trang trí, không thể trồng được. Kia là nhà của từng con một. Không phải vào trong đấy xem có cái nhiệm vụ gì không, lâu lắm không vào, thử vào xem có nhiệm vụ gì mới không. Đây là của con ngô đúng không? Đúng con ngô, có máy bay ngô kìa, hòm thì mình mở rồi. Cũng không có gì, nói chung nó cũng hết nhiệm vụ đây rồi. Phản lực, đợi sau này nó update thôi. Chứ hiện tại giờ nó sẽ không có gì, có gà này. Có tát được bọn gà không? Không cắn được bọn gà. Mình cứ tưởng là cắn được bọn gà hay chứ. Ở đây nó sẽ có một cái tượng. Cái tượng này thì mình cũng lấy rồi. À đúng rồi, mình còn đi sưu tầm 50 cái con người lùn nữa. Mà cũng chưa có thời gian mà đi đây. Toàn đi linh tinh thôi. Cái con ngô rồi, đây không có gì rồi, chắc hết nhiệm vụ trong này rồi. Mình nhớ là có một chỗ để trang trí nữa cơ. Cổng như ở cổng nó sẽ có chỗ trang trí mới. Bên tay trái có gì không? Có một cái chỗ sân đánh gôn thôi, một cái bếp nướng. Hết rồi đây này, không có gì trang trí ở giữa nhà này. Chỗ nào ấy nhở? Thế mình nhớ là vẫn còn nhở, ở bên đây ở đâu, không phải Crazy là đang có hai người bạn đang chơi cùng thôi. Chỗ nào nhỉ? Ở phía trên có một chỗ trang trí đấy à? Cái chỗ nhà này ấy quá nhỉ. Ở trước nhà thì có hai đây không phải, đây là con Cactus rồi. Chỉ có hai cái trồng ở trước nhà thôi, cũng chẳng làm gì. Thôi ta sẽ chơi cái Chomper Pizza phát, lúc đó không chơi Chomper Pizza rồi.
Nào, đi nhận nhiệm vụ à? Chomper đi nhận nhiệm vụ giao bánh pizza luôn. Đây, pick up. Nào, welcome Chomper Pizza. Và continue. Ở đây còn nhiều nhiệm vụ lắm, chưa xong này. Cái này là rank B này, còn chưa lên nổi rank S cơ. Nào, tiến lên. 2, 3, 1. 3, 2, 1. Lên. Cái này mình không nhớ đường cơ. Kìa, kìa nó có phần đường rồi. Nhảy lên. Nhảy lên, đúng rồi, lách quá, lách quá. Ở đâu, ở đâu, 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 đây, 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 đây. Tiếp theo, rồi, hay lắm. Kìa, 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 kìa. Rồi, 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 đẹp rồi. Chỗ này nữa, checkpoint. Chỗ nào nữa? Đây rồi, nhầm đường. Thế chứ nhỉ. Không có nút tăng tốc, cũng không có cái gì, chỉ có nút bay lên thôi. Dùng phản lực để bay lên thôi. Tăng thời gian tiếp. Nào, 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 nào. Rồi, tham. Và rank gì đây? Giao pizza cho con ngô à? Finish rank B à? Thích quái nào, tại sao mình vào rank B nhỉ? Chạy nhanh như thế rồi gì? Cái con bựa này. Tao giao nhanh như thế mà mày còn cho tao rank B thế à? Thôi thì kì, ok thì mình sẽ kết thúc tập bên ở đây nhé. Và nếu anh em thấy hay thì đừng quên là bỏ lại một like cũng như là chia sẻ video cho mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.